vị và các bạn nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích môn bơi lội được sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao, đặc biệt là người cao tuổi. Ngày 25 tháng 4, Hội Người Cao Tuổi xã Đất Nợ Chợ Trung tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ bơi lội trung cao tuổi. Câu lạc bộ gồm có 20 thành viên là những người yêu thích môn bơi lội, độ tuổi từ 35 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và xã hội hóa. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên được sinh hoạt hàng ngày nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe, chăm sóc đời sống tinh thần qua các hoạt động cụ thể như tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, tổ chức hướng dẫn bơi lội cho trẻ em và học sinh để phòng chống đuối nước, tuyên truyền giáo dục con cháu, động viên khuyến khích cộng đồng rèn luyện sức khỏe, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên năng khiếu luyện tập tham gia thi đấu các cấp. Xây dựng câu lạc bộ bơi lội, cái thứ nhất là tạo rèn luyện sức khỏe cho người trung cao tuổi, từ trẻ đến già. Mục đích thứ hai là để tạo điều kiện cho con em biết bơi lội chống đuối nước của địa phương. Mục đích thứ ba là đưa phong trào của địa phương lên nhiều vận động viên bơi lội để góp phần chung sức, chung lòng để làm luyện tập để cho địa phương rồi có năng lực để đi giao lưu các tỉnh bạn và ngoài tỉnh bạn và thậm chí đi thi đấu trung cao tuổi quốc gia. Môn bơi lội này là cái môn tạo được cái sức khỏe để cho tuổi già rồi để chống phòng chống đuổi nước cho các trẻ em trong cái tương lai, rồi địa bàn ở xã nhà đây là thường xuyên nó xảy ra những cái trận đuổi nước nó rất thương tâm, nên là mọi người già địa phương tiên phong đi đầu để tạo cái nguồn để cho sau này cho phát triển cái vấn đề bơi lội để cho con em ở xã nhà chống cái vấn đề đuổi nước. Với tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, mỗi thành viên câu lạc bộ cũng quyết tâm xây dựng câu lạc bộ theo tiêu chí văn minh, phổ cập bơi lội, phòng chống đuối nước và tiếp tục phát triển hội viên. Câu lạc bộ được thành lập góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của người cao tuổi, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn. Câu lạc bộ bơi lội trung cao tuổi xã Đắc Dung thành lập câu lạc bộ với mục đích chính là rèn luyện sức khỏe để xây dựng quê hương xã Đắc Dung, và cái mục đích cao hơn nữa là để phục vụ cho cái phong trào rèn luyện thể dục thể thao cái môn bơi lội cho các em học sinh, vận động các em học sinh phòng chống đuối nước, rồi thì vận động toàn thể bà con nhân dân cùng tham gia ủng hộ cái phong trào bơi lội ngày một phát triển, động viên đến toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia, làm sao cho câu lạc bộ hoạt động văn minh, lịch sự và ngày càng được đông đảo bà con nhân dân cùng tham gia. Việc ra mắt câu lạc bộ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phát triển các phong trào và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.